First Blood. I'm a signing on the city lights. All this doubt around me, damn it, look, I got it right. Don't you try to hit me, now you live a petty life. All those nights I laid awake, I pray for better life. Now I wake up with a baddie like I said I might. This is better life, you never try to better Triple right. Kill. This is better life, you never try to better right. You been stuck just where you at because you never tried. Want a better life, I had to try to better right. Yeah, I just took a chance and yeah, let me right. First Blood. Double kill. With me now before because the fuck was nice. Yeah, I must admit it, this ain't overnight. I just hit the double with the jackpot. I'm in the stars, you know when you're Triple kill. Now I'm not in for the music when I can't stop. Hang around me, I didn't ask me. Ask a favor when it's out of trip, guys, me. Ready, dance, take a risk. Double kill. And asking how go. I've been signing on the city lights. All this doubt around me, never look, I got it right. Don't you try to hear me, now you live a petty life. All those nights I laid awake, I pray for better life. Now I wake up with a baddie like a single mic. This is better life, never tell me that you're right. This is better life, never tell me that you're right. Don't you want to sleep up because you never tried. Want a better life, I have to go. I call the shots, I never call the police. Trust my intuition, bet it's right, bitch, it often is. Seen too many others come and go, they had the wrong intent. Do it out of love and never fall, that's what to get. Bigger than a castle, I guess it, I let it set it. It's God's plan, we out of love, that's a blessing. I'm stuck with it, it's my terminal, in and out different terminals. Leveling up is personal. First Blood. Now I already made it, y'all can miss me. I smack my girl's ass, tell her pinch me. It's hard to believe I made something. Ooh. No hindsight discussions, I've been writing, I love it. All this doubt around me, never look, I got it right. Don't you try to hit me, now you live a petty life. Triple kill. Nếu bạn có nhu cầu hoặc refi thừa vận may chất lượng uy tín giá rẻ, hãy đến với shop mrkidff.vn. Đường link thì Kid để dưới phần mô tả cho mọi người tham khảo nha. Bây giờ thì cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã ủng hộ cho Kid nè. Hello, xin chào mọi người, lại là Kid đây. Thì chào mừng các bạn đã quay trở lại với video ngày hôm nay của Kid ha. Bữa nay thì các bạn sẽ có một cái chủ đề rất là sốt dẻo luôn, đó là chúng ta sẽ có một cái bản cập nhật OB37 mới. Rất là nhiều những cái sự thay đổi luôn mọi người. Lần này thì Kid không có tổng hợp cho mọi người những cái sự thay đổi của OB37 kịp nữa, nên là Kid làm video đầu nhạy cho mọi người luôn ha. Kid thấy là OB lần này thật sự là refi cho rất là nhiều thứ vào đó luôn. Không biết là ở đây các bạn đang xem Kid thì các bạn đang chơi game được bao lâu rồi nhỉ? Kid nhớ là từ cái thời mà OB trước OB hai mấy mọi người thì refi họ cập nhật là họ chỉ cập nhật khoảng tầm một vài tính năng mới thôi, chứ không có nhiều như bây giờ đâu. Từ sau OB hai mươi mấy trở về sau á, cái thấy là cứ mỗi một OB là refi họ nhét vô rất là nhiều thứ luôn mọi người, từ chế độ chơi mới nè, rồi trang phục mới, rồi bản đồ mới, rồi súng mới, nhân vật mới, pet mới nữa. Nói chung là nhiều thứ lắm mọi người, rất là nhiều thứ luôn. Như đợt này á thì Kid thấy là refi họ cho chế độ thủ zombie, đúng rồi, thủ zombie mọi người, một chế độ chơi huyền thoại của rất là nhiều bạn hồi xưa luôn, rất là nhiều kỷ niệm luôn mọi người. Bạn nào mà chơi OB mười mấy hồi xưa đó, Kid không nhớ mười mấy nữa, nhưng mà chế độ thủ zombie á, là rất là nhiều bạn thích chơi luôn. Nhưng mà đợt này thì refi họ có thay đổi chút xíu về mấy con zombie. Kid thì Kid đoán chắc là do các bạn yêu cầu nhiều quá đó, các bạn comment nhiều quá nên là refi họ đáp ứng yêu cầu của mọi người. Nhưng mà không biết là các bạn chơi nó có giống như hồi xưa không thì cái này là phải để các bạn trải nghiệm ha. Chứ Kid nói ra hết á thì mọi người mất cả mọi người mất hứng nữa. Để mọi người tự trải nghiệm ha. Rồi thì bây giờ Kid sẽ cho mọi người xem những cái bản độ nhạy mà Kid đã làm được ở OB37 lần này để cho mọi người tham khảo ha. Tham khảo thôi nha. Nếu mà các bạn cảm thấy là cái nào mà mình dùng á mà nó phù hợp thì mình cứ để mình chơi thôi. Còn nếu mà cái nào mà bắn mà chưa ok thì mọi người nhớ là comment bên dưới video này để cho Kid xem lại và mình sẽ điều chỉnh lại ha mọi người. Kid sẽ nghiên cứu lại nhiều hơn nữa để cho mọi người có những cái bản nó chuẩn hơn. Đây thì Kid sẽ show cho mọi người qua từng dòng máy ha. Ở đây thì Kid làm chung chung, mọi người làm chung chung luôn. Tại vì mình không có nhiều cái thời gian để mà test một lúc mà nhiều máy quá thì mình sẽ không test được á. Nên mọi người thông cảm ha. Kid làm chung chung cho mọi người và đảm bảo là cái này các bạn sẽ kéo được nha. Nhưng mà với điều kiện là các bạn phải biết kéo tâm nha. Chứ bạn nào mà mới vừa chơi game mà chưa biết kéo nút bắn như thế nào đấy thì mọi người có thể là xem lại những cái video hướng dẫn kéo tâm của Kid đã làm cũng khá là nhiều rồi mọi người. Cũng có nhiều bạn yêu cầu Kid làm lại, nhưng mà tại vì Kid thấy là cái đó Kid làm nhiều quá rồi
hướng dẫn nhiều quá rồi, nhiều video quá rồi, nên là làm lại thì nó cũng như vậy mọi người, cũng như vậy thôi. Nên là các bạn chịu khó xem là clip cũ kia ha, chủ yếu là mình chịu khó biết cách kéo rồi mình tập luyện ha, tập luyện mình luyện ngón tay của mình. Còn bạn nào mà cái tay mà kéo không được á thì mọi người mua cái bao tay đeo vô ha, mình đeo vô để có cho có độ trơn mọi người thì nó vuốt nó sẽ dễ hơn đấy. Hồi nãy giờ Kiso cho mọi người là iPhone này ha, Nokia nè, rồi Apple nè, bây giờ sẽ là máy của Realme. Các bạn xem ha, thì mỗi một cái dòng máy á, thì Kit có tinh chỉnh một chút xíu về cái nút bấm nữa. Cái nút bấm mà xưa giờ Kit chơi á, là có kích thước là 57. Bạn nào có xem Kit từ xưa tới giờ thì cũng biết không, Kit chơi nút bấm 57. Còn những cái máy khác á, thì đôi khi do cái kích thước màn hình của nó cũng to nhỏ khác nhau đó mọi người. Nên là có thể là mình sẽ tinh chỉnh một chút xíu thôi chứ không nhiều đâu. Tầm cỡ 55, 57 hoặc 58 gì đó là mình thấy là rất là chuẩn rồi ha. Đây là máy Samsung nè mọi người. Samsung á thì mọi người chỉnh nhìn xung quanh là 100 ha. Redoxide là 98 nè. Ống ngắm X2 là 91, ống ngắm X4 là 90. Ống ngắm xung ngắm là 100 và cái dòng nhìn á là 68. Nút bấm của Samsung thì mình để giống như iPhone mọi người, 57 ha. Rồi thì ở đây không biết các bạn nào đã được trải nghiệm trước OB37 chưa nhỉ? Các bạn nào được trải nghiệm trước bản test không ta? Kit thì cũng đã có chơi được một thời gian mọi người, nên là mình thấy là OB37 này nó thật sự là khá thú vị đấy. Nó có nhiều cái mới hay ho cho mọi người chơi lắm. Ví dụ như là chế độ chơi đá banh nè. Đá banh khá là hài mọi người, khá là vui. Chơi siêu giải trí luôn. Rồi nó có bổ sung thêm mấy cái súng mới nè. Có một cái cây súng mà vừa bắn shotgun được mọi người, mà vừa bắn phóng lựu được luôn, 2-1 á, kiểu 2-1. Mà shotgun á thì nó có 12 viên, còn phóng lựu á thì bắn được hình như là 6 viên, 5-6 viên gì đó. Nó rất là mạnh luôn mọi người, cái súng này cái thấy là siêu bá đạo luôn. Không biết bên ngoài đời có không, nhưng mà ở trong game thì thấy nó hơi lạ mọi người. Thấy hơi lạ thiệt sự luôn, chắc là do Free Fire họ chế ra quá. Chứ cái súng nào mà vừa bắn phóng lựu được mà vừa shotgun được nữa, nó hơi bị gì mọi người ha. Đấy, thì thôi để mọi người trải nghiệm đi ha, cái chỉ nói như vậy thôi, chứ nói nhiều quá nhiều bạn cảm thấy là biết hết rồi nên là không muốn chơi nữa. Thì thôi để mọi người tự vô game, mình tự trải nghiệm ha. Đây rồi, ok, bây giờ Kit sẽ show cho mọi người cái bản đồ nhạy của Xiaomi nè. Đây là cái bản cuối cùng mà Kit có ở trong video rồi, hồi nãy giờ Kit show cho mọi người 8 bản rồi đó, 8 bản, 8 dòng máy ha. Ok, thì các bạn xem video này mà cảm thấy là nó hữu ích cho các bạn đó thì các bạn nhớ là ấn vào nút subscribe kênh để ủng hộ cho Kit với nha, và nút like nữa. Còn bây giờ thì chắc là cái sự tạm biệt mọi người ở đây thôi. Kính chúc mọi người xem video này sẽ có một cái ngày thật là vui nha. Bye bye tất cả mọi người.